Nga trưng bày vũ khí phương Tây thu được tại Ukraine Quân đội Nga trưng bày gần 900 vũ khí thu được từ lực lượng Ukraine, trong đó có nhiều xe thiết giáp và lựu pháo phương Tây sản xuất. Truyền thông Nga hôm 16 tháng 8 đã công bố video khu vực trưng bày các khí tài quân đội nước này thu được trong chiến dịch tại Ukraine, một phần trong khuôn khổ triển lãm và diễn đàn kỹ thuật quân sự AMI 2023 được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 870 chiến lợi phẩm được mang tới sự kiện. Hàng loạt xe tăng và thiết giáp Ukraine được trưng bày ngoài trời, trong đó có xe thiết giáp bánh lốp AMX-10RC do Pháp chế tạo và xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển. Một số xuồng vũ trang bị Nga thu giữ tại thành phố Mariupol cũng xuất hiện tại đây. Khu vực trong nhà được bố trí một lựu pháo M777 còn nguyên vẹn cùng xe thiết giáp đa dụng Humvee, mô hình tên lửa Storm Shadow và nhiều loại vũ khí bộ binh. Triển lãm kỹ thuật quân sự AMI 2023 được tổ chức tại công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow ngày 14 đến ngày 20 tháng 8. Sự kiện diễn ra thường niên là nơi trưng bày những khí tải hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga, cũng như các vũ khí đang được nước này phát triển. Trong lễ khai mạc sự kiện hôm 14 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng vũ khí phương Tây được quảng cáo rộng rãi nhưng không đáp ứng kỳ vọng trong xung đột Ukraine. Ai cũng có thể thấy điều đó khi nhìn khu trưng bày vũ khí được lực lượng Nga thu giữ, ông nói